nếu như mà để hỏi là ai sẽ là người hùng chứng khoán ở thời điểm hiện tại thì các anh cho rằng là người đó sẽ nên là ai? Nếu mà chọn người hùng quốc tế thường mọi người có thể nghĩ đến kiểu như Captain America chẳng hạn, nhìn thị trường thế giới nó lên nó nghĩ mình cũng lên. Hay là người hùng thế giới thì chúng ta có James Bond chẳng hạn, một ông nào đấy có thể giải cứu được thị trường trái phiếu. Tôi nghĩ thì chắc là chúng ta sẽ sử dụng một cái gì đấy Việt Nam hơn. Ví dụ chúng ta muốn cố gắng liên tưởng cái chuyện thạch xanh thì chắc là cái tiếng đàn thần thì nó vẫn hay hơn, bởi vì chúng ta sẽ có những cái cách để mà có thể thay đổi được suy nghĩ của chúng ta quá aggressive, quá muốn tấn công, như là kiểu sau khi mà nghe tiếng đàn thần xong thì chúng ta sẽ có cái tư duy nó hợp lý hơn ở trong cái thời điểm hiện tại. Thực ra tôi nghĩ là đợt vừa rồi thì trong các phương án ấy, có một số người hùng đã xuất hiện rồi, những người hùng ở khối ngoại đúng không? Đợt vừa rồi cũng có rất là nhiều những cái anh hùng màu tím xuất hiện là mọi người thấy hưng phấn, nhưng mà tôi chỉ muốn nói là chúng ta cũng anh hùng thì hay nghĩ đến kiểu anh hùng thật, anh hùng dơm. Thì tôi nghĩ là thực ra là cái vị anh hùng thật sự chưa xuất hiện, tức là một cái vị anh hùng mà nhanh tích vào 10 nói là người có những cái giải pháp mang tính căn cơ, và lúc này về cái thị trường vốn này, về câu chuyện là bài toán lãi suất vẫn đang tiếp tục tăng. Tôi nghĩ là niềm tin nó làm cho tôi vẫn tiếp tục ở lại thị trường. Ở thời điểm này mà để chờ đợi các anh hùng xuất hiện thì cũng khó lắm, nên là nhiều khi các nhà đầu tư cũng phải nên là người hùng của chính mình, đúng không ạ? Để mà nhìn nhận xem là đâu là cái thời điểm, đâu là cơ hội để mà mình giải quyết những cái vấn đề còn tồn đọng trong cái tài khoản của mình.